À, đây nó là cái vali Trunky dành cho bé nó đi du lịch và nó ngồi lên có sợi dây kéo nó đi ở sân bay đó. Nó là hàng chính hãng, đây là hàng chính hãng của Anh Quốc nha. Rồi nó có hai cái chốt khóa ở đây, rồi hai chốt khóa cài đây ha. Và ngoài ra ở đây nó có lỗ ổ khóa nè, lỗ ổ khóa có thể dùng cái sợi dây đây, cái đầu dây này nè để khóa và mở. Rồi bây giờ hiện tại nó đang là mở đó. Bây giờ cái này sử dụng của nó là nhấn cái nút này vô bẻ ra, sao là cũng vậy, nhấn bên này vô bẻ ra. Đây nó là hàng chính hãng của Anh Quốc, với lại cái thông tin thương hiệu nó có in dập nổi ở hai hai mặt bên của cái vali.